Đi làm gì? Đồ móng xây nhà hả? Tôi chuẩn bị xây một cái căn biệt thự 3 tấm nữa mà. Anh nói chuyện người ta xây biệt thự là người ta có máy cắt hết rồi. Không nhướng như ngày xưa đâu. Cái này là ngày xưa người ta hay dùng để cắt sắt chứ bây giờ cắt máy hết rồi đâu nữa. Cắt máy gì là cắt sao không nói nghe coi. Xưa cắt máy cắt theo khúc ý muốn mình đó, anh muốn cắt sao anh cắt. Không phải, ngày xưa người ta gọi là bẻ cái móc cua móc này móc nọ đúng không? Hoặc là bẻ cái vuông đúng không? Ngày xưa là ta bẻ bằng tay. Còn bây giờ ông muốn bẻ là ông gọi người ta gọi là cái chỗ người ta bán sắt á, người ta bẻ hết sẵn cho mình rồi. Mình chỉ mua về thôi. Nhưng cái đó là gọi là một công trình, còn mình là nhỏ lẻ là mình nên tự thủ công đi. Chứ không nghĩ tiền đâu mà đi mua. Trời ơi, ông phải thủ công chứ. Để tôi đi tôi thí dụ cho ông coi nè. Sao cái gì mà hôi dữ vậy? Đi đâu á? Thí dụ cho ông không biết, tôi thí dụ cho. Rồi ông biết chưa? Chưa. Chưa biết đúng không? Cách sử dụng cái kìm này luôn đi. Không, cái kìm này cần chi thí dụ trời. Nó có nhiều người không biết. Giống như em cũng đâu biết đâu. Không, tôi nói đang gọi là thí dụ bây giờ là thủ công và gọi là máy móc. Hồi xưa á là mình đây là một cái kìm gọi là kìm thủy lực để cắt sắt. Thủy lực cũng chẳng thủy lực gì, cũng là sức cơm không à. Đó, mình bấm ra. Đó. Rất là bén. Đúng không? Rồi bắt đầu là mình bẻ, thí dụ như là mình bẻ cái móc cua. Hay có cái càng cua, biết cái càng cua không? Biết càng cua dùng để bạc là khi đó, nhưng mình phải đóng cái càng cái gọi là cái đồ mà gọi là nó dạng như vậy nè. Nó là một cái cây gỗ. Đây thí dụ đây là cái đường kẻ là cây gỗ đúng không? Ông sẽ đóng đây một cái cắt cái này ra, cũng lấy cái này luôn. Ông cắt ra ông đóng xuống. Đúng không? Ông canh cỡ dụ như kích cỡ như thế nào chuyện đó của ông. Rồi ông đóng đây một cái. Rồi ông đóng lên đây một cái nữa, hay chỗ nào một cái đó, bắt đầu ông đẻ này vô. Đúng không? Ông đẻ ngược đây. Rồi ông ngồi đây ông bẻ ông cuốn bẻ. Đó, còn bây giờ là gọi ta uống bằng máy móc là ông chỉ cần cắt đúng cỡ ông đặt vô là nó tự bẻ cho mình thôi. Đó. Thì em nói với anh á, máy móc thì cũng là máy móc thôi, nhưng tầm 50% thôi. Bây giờ 50% lại người ta vẫn làm thủ công. Máy móc chỉ 50% thôi. Thì đó gọi nhà nào có tiền á, thì người ta đặt đó, còn không nữa người ta đa số là tự bẻ và tự uống thôi. Đúng rồi. Nếu thầu lớn thì người ta có tiền thì người ta đầu tư mạnh. Còn thầu nhỏ xây nhà giống như cấp 4 giống như anh em mình thì đầu tư làm cái gì? Như trùng heo rồi đầu tư chi? Đúng rồi. Đó, cho nên bây giờ công nhận là có máy móc thật, có làm sẵn hết thật, nhưng mà chỉ áp dụng được 50 và 50 thôi. Vẫn có người làm thủ công. Đúng. Rồi ok. Rồi anh vẫn biết là cái kìm này nó tồn tại rất là xa xưa đúng không? Tôi nhớ lúc mà tôi còn dạng hỉ mũi chơi sạch đúng không? Là tôi đi phụ hồ. Là như hầu như xây nhà ít khi mà ta sử dụng sắt lắm. Sử dụng gì? Đa số là người ta sử dụng gọi là tre. Tre, ví dụ như ta trồng cột đúng không? Xây cái cột, ta bỏ cái tre trong đó. Cái đó là ta xây lên. Rồi người ta đổ xi măng vô. Phải cho kín nha. Kín chứ không kín là mối nó ăn. Chứ sau này mới có sắt. Là tôi còn nhớ là tôi vẫn lấy cái mũi ve để đây bắt đầu đóng. Đóng nó đứt sắt hả? Đóng cái đứt sắt chứ không, cái kìm này là mới ra thôi. Cái kìm này cũng ra cái thời cũng đồng mấy chục năm rồi. Ủa vậy hả? Rồi ok. Cái kìm này ra cái mục đích mọi người mua về, mấy anh nhất mấy anh phụ hay xài lắm. Đúng. Tại vì cái này là cấp cho phụ luôn. Tại chuyên gia đi cắt sắt hay bẻ sắt thôi. Đúng. Rồi ok. Anh nghĩ là nó sẽ dùng để cắt sắt đúng không? Đúng. Thì thực sự nó dùng để cắt sắt mà. Ủa chứ cái đó ai không biết mà hỏi trời. Đúng rồi. Ngoài cắt sắt ra nó sẽ có một thứ để hỗ trợ anh trong cái công việc liên quan tới sắt mà ít anh em biết mà toàn bỏ qua không à. Biết là gì không? Dùng để cho anh bẻ sắt. Rất là hay. Bởi cái này là gọi là ông người tự nghĩ ra thôi. Giờ tự nghĩ ra. Người ta nói chứ là gọi là cái kìm. Để cắt sắt. Chứ không phải là cái kìm để bẻ sắt. Cái kìm này dùng để bẻ sắt. Kìm này cũng rất là nhiều loại. Loại này loại nhỏ đúng không? Có nhiều cái kìm loại to hơn nữa. Thì những chức năng như nhau. Nếu mọi người có cái kìm to thì mọi người làm việc dễ dàng hơn. Cái kìm nhỏ thì hơi khó một xíu, nhưng mà cũng được hết, người ta tính mình phải làm thôi. Rồi ok, đơn giản thôi. Giống như anh bẻ sắt thì đúng không? Thay vì là anh sẽ đóng một cây, hai cây, đó là cách làm thủ công, bây giờ người ta vẫn làm. Như mấy thầu cao cao thì người ta có máy móc thì không nói. Anh vẫn đóng rồi mình bẻ. Đa số là gọi là thủ công á. Là gọi là thủ công nha. Là người ta bẻ cái mỏ này đây xíu. Rồi ta bẻ cái mỏ này ngược đây xíu. Gọi là ta làm gọi là kiền chữ S. Làm kiền chữ S không? Đó nghĩa là nó sẽ một cây trên và cây dưới thôi. Đó, còn cái kiền chữ A và cái kiền chữ thập và cái chuyện đó là hầu như là nhà lớn với lại là xài máy móc hết rồi. Đó ok. Bây giờ mấy em cũng vui vấn đề luôn nha. Cái kìm cắt sắt nó sẽ có hai cái cục ở đây. Đây là cái kìm nhỏ. Mọi người, đây là cái kìm nhỏ, nếu mà cái kìm lớn hai cục nó sẽ to lên một xíu. Nó dễ dàng cho công việc anh hơn. Thì cái lớn nó phải sử dụng ốc lớn. Rồi ok, tại sao anh không áp dụng cái kìm như thế này? Anh không có cái tip hả? Không, để chiều tôi đi mua mà, giờ tôi mới mượn này về để sắt thôi. Cái mục đích anh muốn bẻ sắt thì anh bỏ vô đây. Anh bẻ thì có cái gì đâu. Người ta sản xuất sẵn thì anh cứ làm thôi.
Thì không á, chứ không phải đợi để phải đóng rồi mới dán hả? Đóng bao giờ mới xong. Trời đất ơi, anh bỏ vô. Ví dụ đây đây càng cua đi. Đúng rồi. Bỏ này. Bỏ vô. Đây là càng cua là mình kẹp đây nè, ừ. Gài đây nè. Nói chung là mình để dài dài xíu. Đúng rồi. Để đây xíu. Để dài cho nó thoáng xíu đi. À. Là bẻ vậy đó hả? Lấy càng cua đúng không? Ừ. Có càng cua mới được. Bẻ uống vô. Ừ. Uống cái nào cũng được đúng không? Ừ. Ủa nó vẫn gài, nó gài dữ dữ mà. Ừ. Ví dụ bẻ xong đúng không? Anh lại xoay qua. Anh ở đây, anh để xa xa xíu anh để cho hình tròn mọi người coi. Hình tròn đó. Anh bẻ gấp vô cho đúng đúng kiểu mà bẻ sắt của phụ hồ luôn á. Để ngược, để ngược, để ngược lại. Ừ. Đó, cái này đầu ngược này, đầu là ngược này. Ừ. Sắt phụ hồ hả? Tôi đó tôi làm mà tôi quên rồi. Ừ, bẻ vô. Đó là vậy đó. Đúng yêu cầu của anh luôn. Tôi mới vậy, vậy thôi chứ cần chi mà mình đóng cái ấy ta. Ừ. Đó, vậy ví dụ vậy đi. Ừ. Mình cần chi mình nó gài rồi mà. Ừ. Nó như mình cầm cần cua đi cho nó dễ bẻ. Ừ. Cái kìm khó bẻ lắm, cần cua đi. Đó bẻ đi. Chuyển hết đi. Đó, nó ra thôi, có cái gì đâu. Ủa sao cái này nó có một cái đồ để gọi là cái này là gọi là đồ để bẻ cái móc chữ S lại mà sao mình biết à? Đúng rồi, dùng để hỗ trợ. Cái này nó liên quan đến xây dựng thì nó sẽ áp dụng trong xây dựng và sẽ hỗ trợ một phần nào đó trong xây dựng. Cái mục đích đó là cắt sắt, ngoài cắt sắt ra dùng để anh bẻ sắt. Đồ, thật sự luôn là đó giờ mà biết cái này tôi chết liền á. Chỉ biết là cắt chứ không bao giờ để bẻ. Ngày xưa giờ đâu ai biết đâu. Không mà thật sự là nó gạt, để tôi về làm cây nữa coi. Ừ. Tính ra nó gài cái này là gọi là cứng ngắc luôn nha, nó không có cái ấy luôn nha. Ừ. Cái sắt vô nó mình cắt nó mới đứt đó. À, rồi. Lọt qua. Ví dụ vậy đi. Mình gài vô. Mình gọi là mình uống, mình gọi là uống sắt cũng được nữa nè. Ừ. Nó lợi ở đó đó. Đó mình uống sắt thẳng cũng được nè. Đù, cứ nó tiện vậy. Uống sắt được mà. Ừ. Thôi kia, thẳng quá thì bẻ lại. Ê vậy sắt 7 sắt 8 là mình uống được không? Sắt vàng, sắt uống, dùng để đổ cuộc hay là đổ móng là uống được hết. Sắt gọi là sắt 6, sắt 8, sắt 10 thôi chứ còn sắt phi sao mà ấy. Phi thì anh dùng máy, sắt phi bẻ không nổi. Nếu mà anh có sức thì anh bẻ nổi. Anh không có sức thì thôi. Nó cũng có gài được đúng không? Thôi làm lại cái nữa nha. Ừ. Giờ mình bẻ mỏ S đi. Mỏ S này. Ừ. Uống nè. Ừ. Mình nói cũng thực sự nó không chạy nha. Mày có càng cua á, để tôi kêu đi mua chịu mua càng cua. Anh làm thầu à? Anh làm phụ. Tôi là chuyển thầu chứ ai phụ mà... phụ mà anh lo hơn thầu nữa anh Khải thì anh... nói chung mình phải làm mình phải lo cho gọi là ấy chứ mình lo cho gọi là phụ chứ anh tính lên thợ hả cai anh cai đâu hả à hèn chi đó bẻ thay chữ S nữa coi chữ S bẻ vô nó gài thì bẻ vô dễ chung mình bẻ cái đường nào cũng được nó tùy mình nè cách thức của mình gọi là cách thức của mình gọi là mình bẻ sao á cái gì cũng được hết á. Ừ. Hình tròn đẹp luôn á nè. Ừ. Rồi ok đơn giản vậy thôi đù cũng bẻ cái thế nào cũng được vậy bẻ hình vuông hình gì hình tròn hình xíu hình gì cũng được hết á mà mấy lâu nay đi phù hồ sai hoài mà không biết à biết cái này là dùng cái đùng để bẻ đâu rồi ok chúc anh xây cả một căn biệt thự nhanh chóng nha rồi em cứ em đi về đây à, mà tôi cần có một người phụ á ông có thể hỗ trợ tôi ngày hay ngày thôi em chăn bò đâu nữa không tôi chứ mua gì tôi bị đổ gì biết không ôi gì đổ biệt thự đó nghĩa là một cái miếng đan ừ thì thay vì ở những cái bếp tôi đó nó có miếng đan rồi đó nó xây lên rồi đó giờ chỉ đổ miếng đan lên thôi tôi mua lấy cái này về để tôi bẻ nó để mình đổ miếng đan thôi chứ không phải biệt thự đâu à không được để tôi em phụ cho thế à rồi ok